Thúy Vy gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Giáo dục của Đài IBC bằng tần 18.12. Hôm nay Thúy Vy trở lại với quý vị sau một tuần lễ. Hy vọng là quý vị đã có những ngày nghỉ thật là vui và thật là hạnh phúc. Lễ lao động là ngày hôm nay, nhưng Thúy Vy xin trở lại với quý vị để giới thiệu một chương trình ra mắt sách sắp sửa đến trong cộng đồng của chúng ta. Buổi ra mắt sách này rất là đặc biệt đối với Thúy Vy vì cuốn sách sắp được ra mắt là một cuốn sách mà Thúy Vy nghĩ rằng rất hữu hiệu trong chương trình giáo dục của các lớp, các trường tại đây, cũng giống như đối với các phụ huynh, học sinh muốn trao dồi thêm một ngoại ngữ. Chúng ta đã đề cập đến sự lợi ích khi biết được thêm một ngoại ngữ thứ hai hoặc thứ ba. Hôm nay Thúy Vy có mặt với Thúy Vy trong đài là giáo sư Trần Trấn Chí. Giáo sư chính là tác giả của cuốn sách mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu ngày hôm nay. Xin mời giáo sư gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi đài. Dạ, cảm ơn cô Thùy Vy và trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ thưa vâng, thưa giáo sư, cuốn sách mà chúng ta sắp sửa ra mắt, thay vì để cho Thùy Vy nói tên thì cái sự lý thú này xin dành lại cho giáo sư. Giáo sư Trần Trấn Chí là một trong nhiều giáo sư, một giáo sư dạy tại các trường đại học UCI, Chapman, Cal State, và giáo sư ngoài dạy các môn học về ngôn ngữ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, giáo sư lại còn dạy thêm một ngoại ngữ, mà cái ngoại ngữ này chính là đề tài của cuốn sách mà Thùy Vy muốn giới thiệu ngày hôm nay. Xin mời giáo sư. Dạ, cảm ơn cô Thùy Vy đã dành cho tôi cái vinh dự được tự giới thiệu cái nhan đề của cuốn sách mà chúng tôi xin giới thiệu sau đây. Đó là cuốn Từ điển Tây Ban Nha Việt Nam, và cái tên tiếng Tây Ban Nha của nó là Diccionario Español Vietnamita. Đầu tiên hết, trước khi mình đề cập đến cái ngày ra mắt sách, rồi cái giờ và cái địa điểm, thì mình muốn được biết là cái động cơ nào mà giáo sư quyết định ra một cuốn sách về tiếng Tây Ban Nha và tiếng từ điển tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Dạ, trước hết là chúng tôi là người dạy ngôn ngữ nói chung và ngành ngôn ngữ học, và từ nhỏ tới lớn thì chúng tôi vẫn có cái đam mê về ngôn ngữ. Thì một trong những cái ngôn ngữ ngoài tiếng Việt mà chúng tôi học thì sau đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, và sau đó lại tôi lại đi theo tiếng Tây Ban Nha, và chúng tôi đã có bằng cấp về tiếng Tây Ban Nha. Và tôi nghĩ là trước đây chúng tôi đã có soạn hai cuốn sách giáo khoa, một cuốn là dạy tiếng Tây Ban Nha cho người Việt, một cuốn là tiếng Tây Ban Nha mà giảng giải thích bằng tiếng Anh. Thì tôi nghĩ là cái điều hợp lý kế tiếp là phải có cuốn từ điển, tại vì trên đất Hoa Kỳ này chưa có cái cuốn từ điển Tây Ban Nha Việt Nam nào cả, và chúng tôi mạnh dạn soạn ra cuốn này. Và thú thật với cô Thùy Vy cũng như tất cả quý vị khán thính giả là cái cuốn này chúng tôi đã thai nghén và hoàn thành tới 12 năm nay. Và wow. Dạ, 12 năm. Bắt đầu là tháng 6, tháng 9 năm 2006 cho đến bây giờ nó mới xong. Nó cứ on off và nó lúc nào nó cũng ở trong đầu, mặc dù bận những cái cuốn sách khác, chúng tôi cũng không thể nào quên được cái cuốn này và cứ trở lại rồi lại cuốn hút theo cái chuyện khác. Thế cứ như vậy, và mùa hè này chúng tôi quyết định là phải làm cho xong và cho phát hành. Yeah. Trong cái quá trình mà giáo sư vừa mới đề cập là 12 năm, thưa quý vị và thưa giáo sư, tại sao 12 năm? Ngoài cái vấn đề là giáo sư bận rộn với tất cả những cái chương trình dạy dỗ ở tại các đại học và nhiều vấn đề khác, cái khoảng thời gian 12 năm đó thì giáo sư có gặp bất cứ một cái sự khó khăn nào để mà hoàn chỉnh và để cho cái cuốn từ điển này nó được đúng ý của giáo sư hay không? Dạ, thì như đã thưa là nó có những cái trong 12 năm đó không phải là soạn suốt 12 năm, mà nó có những cái điều cản trở nửa chừng. Thí dụ như ngừng lại để làm một cuốn sách khác, rồi lại hết cuốn sách đó xong, mà mỗi cuốn sách nó từ 2 tới 3 năm lận. Dạ. Xong lại tôi lại phải trở lại với cái cuốn từ điển. Và từ cái 2006 cho đến 2018 năm nay á, là tôi đã có 7 cuốn sách khác nó ra rồi. Chứ thành ra nó cứ bị gián đoạn là như vậy. Những cuốn sách giáo khoa tiếng Việt, những cuốn sách giáo khoa tiếng Tây Ban Nha,
Và sách mới đây cũng có một cuốn là truyện dân gian tiếng Việt song ngữ tiếng tiếng Anh nữa, thành ra nó cứ bị cuốn hút. Là tôi nói là kỳ này tôi phải ngừng lại tất cả, và sau cái cuốn này chúng tôi sẽ ra cái tập 2 của cuốn này là nó ngược lại. Tới đây là từ điển Tây Ban Nha Việt Nam, và cuốn thứ hai là chúng tôi đang làm đó là từ điển Việt Nam Tây Ban Nha, và lần này tôi sẽ hứa là không có để 12 năm nữa, tại vì như vậy thì chắc nó không bao giờ có được ạ. Vâng, giáo sư thì còn rất còn trẻ, tụi mình không dám nói là rất trẻ, nhưng mà 12 năm nữa thì chắc cũng còn đủ sức lực để mà làm thêm nhiều cuốn từ điển nữa, phải không ạ? Dạ, nếu vậy thì làm thêm nữa, nhưng mà cái cuốn thứ nhì đó tôi quyết định là sẽ làm trong một thời gian ngắn, tại vì nó cũng hơn nửa đường rồi cơ ạ. Dạ thưa Dạ vâng, vâng. với một cái cuốn từ điển như vậy thì giáo sư có cái chú ý rằng mình phát hành và mình quảng bá như thế nào và sẽ được dùng ở những cái môi trường nào, hoàn cảnh nào thưa thưa giáo sư? Dạ, tôi cũng nghĩ là như thế này, như cô Thủy Vi có biết là tôi với cô là cùng làm việc ở trong ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California, và nhân tiện đây là cũng xin thưa là cái buổi ra mắt sách đó là do ban đại diện các trung tâm Việt ngữ đứng ra bảo trợ cho chúng tôi, vì chúng tôi và cũng như cô Thủy Vi là thành viên của ban đại diện. Và tôi nghĩ là tôi đã hoạt động với phong trào Việt ngữ thì mình nghĩ đến đến lúc là chúng ta phải nên mở rộng ra và giới thiệu cái văn hóa ngôn ngữ của mình với các cộng đồng bạn, và giới thiệu bằng cách là trao đổi ngôn ngữ và văn hóa. Thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi góp phần vào cái việc là trao đổi tiếng Việt với những người nói tiếng Tây Ban Nha, và cho những người Việt học tiếng Tây Ban Nha, hai bên sẽ hiểu nhau về mặt ngôn ngữ, hiểu nhau về mặt văn hóa, Vâng. thì có thể là cái nhịp cầu thông cảm nó sẽ vững chắc hơn. Thưa giáo sư, cái cuốn sách này nếu mà có các sinh viên, học sinh, phụ huynh hoặc bất cứ ai muốn có được thì phải như thế nào? Bán ở tiệm sách, bán online trên mạng hay là đến tận văn phòng của ban đại diện thưa giáo sư? Dạ vâng, cái cuốn sách này thứ nhất là nó soạn ra cho mọi trình độ, những người mới học cũng được, và những người là không cần phải là học sinh sinh viên, hoặc là học sinh sinh viên mà ở trình độ cái này tự học cũng được, trung học cũng được, đại học cũng được, và những nhà nghiên cứu ví dụ dịch sách cần cũng được, thành ra nó rất là rộng rãi. Và muốn mua thì có trên amazon.com, và cái đặc biệt là cái ngày ra mắt sách mà cô Thủy Vi đang giúp chúng tôi giới thiệu đây là ngày, như quý vị có thấy trên màn ảnh, là ngày 20 thứ bảy 22 tháng 9 lúc 10 giờ tại văn phòng ban đại diện các trung tâm Việt ngữ. Chương trình ra mắt sách hôm đó thì ngoài cái chuyện ra mắt sách, giáo sư có nghĩ đến chuyện là ký cho những ai mà ái mộ giáo sư mua cuốn sách xong rồi có được nhận chữ ký của giáo sư hay Dạ, không? ái mộ thì tôi không dám nói, nhưng tôi nghĩ là vui thì khi mà mua một cuốn sách ủng hộ mà có tác giả cái tên trong đó thì mình cảm thấy là có một cái tình cảm nào đó nó đi theo cuốn sách, hơn là chỉ là cuốn sách mà mình có thể mua ở bất cứ ở đâu. Dạ thưa Còn vâng. mình mua ủng hộ ở cái buổi ra mắt sách và có cái chữ ký thì nó có cái sự gửi gắm của tác giả vào trong đó đối với mình, thì tôi nghĩ là nó vui. Dạ thưa Chứ vâng. còn mình không phải là nghệ sĩ trình diễn, thành ra không có người ái mộ đâu cô ạ. Dạ thưa vâng. Giáo sư Trần Chính Trí là một trong những giáo sư hoạt động lâu dài với ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, và giáo sư cũng chính là một trong những giáo sư được rất nhiều các học trò thương mến tại các đại học. Trước khi chúng ta tạm ngưng để giới thiệu các nhà bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, Thụy Vy có một câu là 12 năm như vậy thì cái số trang, cái chiều dày của cái cuốn sách từ điển này nó là bao nhiêu? 200, 300 hay là bao nhiêu trang thưa thưa thầy? Cuốn sách là dày hơn 500 trang, và thật ra đó tôi nghĩ là nếu tôi là một người dùng từ điển, tôi muốn có cuốn từ điển có hai chiều, tức là Tây Ban Nha Việt rồi lại Việt với Tây Ban Nha. Nhưng mà nếu mà tính theo trung bình đó, nếu một phần nó đã 500 trang rồi thì phần kia nó cũng xấp xỉ 500 trang. Như vậy chúng ta sẽ có một cuốn là tới 1.000 trang, và như vậy mình rất ngại cầm trên tay lắm. Đó là cái lý do thứ nhất, là lý do khách quan. Còn lý do chủ quan là chúng tôi cũng chưa có cái cuốn thứ hai mà nó hoàn tất. Vì đúng ra chúng tôi cũng định là cho phần thứ hai hoàn tất thì mới cho ra mắt, nhưng mà ra mắt nữa thì nó sẽ mất thêm một thời gian nữa, và khi ra được thì nó sẽ khoảng 1.000
100 tới 1.200 trang thì lúc đó nặng nề lắm. Dạ vâng, thưa nặng quá, cá nhân Thụy Vy chắc cũng không cầm nổi. Dạ vâng. Vâng. Dạ. Và để các em học sinh, sinh viên và phụ huynh muốn có cái cuốn từ điển mà cầm trong tay dày như vậy thì chắc chắn nó cũng hơi khó khăn. Dạ. Cái số trang 500 trang giống như giáo sư đã đề cập là chỉ có Tây Ban Nha, Việt Nam. Dạ. Và chúng ta sẽ có một cái cuốn thứ nhì là Việt Nam và Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ trở lại sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ cho chương trình để nói thêm sâu xa hơn về nội dung của cuốn từ điển này và với những tiết mục nào và tựa đề nào mà giáo sư đã có được cuốn từ điển này. Xin quý vị đừng rời màn ảnh.